nhìn trong cái cảnh ở đây thì có bạn nào nhận ra là đâu không? Tại sao lại đặt nó là ốc vú nào? Nhỏ nhỏ thôi em ạ. Làm gì có vú nào mà nhọn như này? Ở nhà nó là, ở nhà người ta gọi là đụng nó. Còn cái du lịch đó là vú nàng. Vú nàng. Ăn mấy con ốc này nó no. Được từ đâu nhưng mà ăn cái gì thì nhìn con ốc. Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với QT Dịch Chuyển. Hiện tại thì mình đang ở Ninh Thuận các bạn. Đây là cái địa chỉ ở đây thì thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Đây là một cái địa danh mà đây tôi sẽ cho các bạn xem. Tôi đang ngồi ở trên một cái đỉnh núi, đỉnh đồi. Để cho các bạn xem. Đây, các bạn sẽ chắc nhiều bạn sẽ nhận được ra đây là ở đâu. Các bạn đi trên con đường này là sẽ ngắm được cái vịnh này. Đây là vịnh Vĩnh Hy. Các bạn nhìn thấy cái vịnh này đẹp không? Cái vịnh này nó ăn sâu vào trong và đây là cuối vịnh này. Đấy. Kia có một bên kia có một cái cầu nữa thôi. Là con đường thì sẽ là bên kia đi bên cái chỗ cái đường mà thứ 12 giờ các bạn nhìn thấy đây. Đó, có một con đường đi xuống. Còn đây là những tàu đáy kính để ra ngắm san hô. Ở ngoài này có những nhà bè, quán ăn thì đi ra tít ngoài kia. Thì các bạn xuống sẽ đi tham quan một vòng. Thế là đi ở đây thì chỉ là đi tàu thôi. Đi tàu tham quan cái vịnh này đi ra ngoài kia. Thôi có lẽ sẽ mời các bạn, tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan xem cái vịnh này có những gì nhé các bạn. Rồi các bạn đi đang hành trình đi lên tàu. Nay của mình tôi thuê hẳn cái tàu đi, chỉ nhẽ là chờ có khách thì đi tàu đáy kính để tham quan luôn cùng với khách. Nhưng để tôi chủ động hơn thì tôi thuê nguyên con cano để đi quay cho các bạn coi. Đây, bến tàu. Đây là mấy công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Vĩnh Hy này, Discovery. Điện thoại nhé. Cái vịnh này nó hình như cái lưới đi vào đây các bạn. Đào. Sống. Tốc độ này bao nhiêu km? Dạ, nó có 55 à, các bạn. Cái nước mà bữa chứng minh là quá dữ rồi. Còn đây không nó bay mất cái nón. Đẹp lắm các bạn. Thế nếu mà các bạn đi ra đây khoảng mấy người á, 4 người thì các bạn thuê một chuyến cano như này thì đi nó chủ động hơn. Hoặc một mình cũng được, tại vì nó hết khoảng, đây như mình thuê một chuyến cano như này thì hết khoảng 300 ngàn. Giá thành rất là rẻ. Đi đi mổ. Trước mà cái khu thì sổ ra nơi 5 sao đấy. À. Đang đầu tư đúng không? Đang quy hoạch. Đang làm hoạt động, chưa hoạt động rồi. À, hoạt động rồi. À, trên trên kia đây. Dạ, trên ở trên nó vậy núi tí nó chạy xa phía ngoài anh nhìn lên thấy nhiều. Rồi. Các
các bạn khi đến cái đến Vĩnh Hy này thì các bạn đấy đi trên cái cung đường rất là đẹp các bạn. Cái cung đường mà đến Vĩnh Hy từ Vĩnh Hy, Bình Ba, Hang Rái, Núi Chúa là cái đường, cái cung đường đẹp. Quá đẹp rồi. Nói chung đến đây thì các bạn sẽ không sợ uổng phí cái công sức mình đi lại. Thì cái biển ở đây rất là đẹp. Các bạn nhìn những biển đá. Đẹp ghê luôn, những cái biển đá kia đẹp thật. Các bạn nhìn coi. Ua. Ô, đá thế luôn này. Đá thế là lá đúng không? Đá này đá đẹp ghê luôn. Bây giờ đom các bạn nhìn được. À đây là hang Yến nữa. À quý giải ơi, hùng vĩ. Đây là cái hang Yến này các bạn. Nhưng mà Yến này có người khai thác được không? Có, bên Yến Sào Khánh Hò nó đang thuê mấy cái chỗ này. À kia kìa có cái bậc ở trong kìa. Đúng rồi, có mấy cái bậc thang ở trong đó. À, bây giờ cái biển đá đẹp thế chứ các bạn. Rớt rớt không? Nhìn thấy rớt rớt xuống đúng không? Cảm giác như kiểu nó là rớt xuống. Rớt xuống nhưng mà từ xưa giờ là không bao giờ rớt. Đẹp thật. Sóng la ngoài biển lớn, sóng nó đùng 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 to. Đi mình ra tham quan hải sản coi có gì đặc sản lạ bè nha các bạn. Đấy thì đến Vĩnh Hy thì các bạn nó có một cái tour du lịch vậy, các bạn đi vòng tham quan mấy điểm rồi lại tham quan san hô, quay lại đi ăn uống chút. Đến đây là cũng là cái bãi tắm luôn, các bạn có thể ở đây tắm. Đây bãi tắm đây rồi trải nghiệm những cái thuyền, đi thuyền như này. Tại vì tôi không, tôi đi đợt này đi có một mình cho nên tôi chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. Tôi đi thì không có ai quay cho, máy móc rồi đồ để đấy, tắm cũng không được. Đây có cái chỗ này là để chụp hình. Ngon nhá. Vào tham quan nhà hàng xem có gì ngon này, đặc sản mình ăn uống cái coi. Ui cá này nó bên ngoài đây à? Ui sao cá bên ngoài này các bạn, cái này bác vợt vợt phát cái có cá ăn này. Ốc này ốc vú nàng đó. Tại sao lại đặt nó là ốc vú nàng? Nhọn nhọn thôi em ạ. Làm gì có vú nào mà nó nhọn thế này. Ở nhà nó là ốc, ở nhà người ta gọi là đụng nó, còn nó du lịch đó là vú nàng. Vú nàng. Đây này ốc nón hay còn gọi là ốc vú nàng ấy các bạn. Nó chơi thôi chứ nó là thật đấy. Cái loại này thì bán như nào một ký? 140 à? Một mình em không để em ăn lung tung các loại. Ăn dầu. Bây giờ chị lấy cho em ăn dầu quá đâu cũng chết. Đúng rồi. Dạ. Loại nhảy. Ốc nhảy mới ăn rồi. Thôi ốc nhảy cũng được. Ốc mặt trăng. Đây con này là con ốc mặt trăng nha, nó có cái mặt tròn tròn đây này các bạn. Hai con để em kiếm xem có tôm cua ghẹ cũng rất ghê. Con này là con gì đây? Bàn tay. Bàn tay à? Con này bán như nào đây? Một ký đây. Con này nó là 130. Ký lên luôn mà không có nhá hết nổi không nữa này. Em cứ tham vậy rồi yên ăn không hết này. Đây.
Con này cũng bàn tay à? Con này là con cũng bàn tay nhưng mà nó không có tay đúng không? Em ăn nhau hết sò hết rồi. Không, chị thấy cái này ăn không, em không ăn đâu, ăn toàn là chủ yếu ốc với lại xem không có. Đâu? Tôm hộp. Đâu? Tôm em coi coi. Giá thành làm sao? Ở đâu? Ở đâu có thấy mũi? Ở đâu vậy? Trong cục bên đây cái tôm hộp ấy. Đấy con ơi. Con ăn nó ấp. Tôm nó to vậy nó ăn sao vậy? Trời ơi. Lặn mấy con tôm to đây vô chứ gì thấm. Con giò họ này giá bao nhiêu? Cái này là 1,6 triệu một ký. Thì em ăn con dừa dừa thơm. Nè, em ăn con có đây. Con đó dầm được mấy nạng? Tôm hùm tôm bông có loại bé bằng đó không? Cái này là con này là 2 lạng giác em. Loại tôm bông là bao nhiêu? Tôm xanh bao nhiêu? Tôm này là 1,6 triệu. Tôm bông. Tôm bông là 2,2 triệu. Nó mất rồi em ơi. Cũng được, chị thôi lấy một con này đi. Này, con này là 2 lạng. Rồi. Lục hết. Tiền giờ thì lấy em vài con vẹm xanh đi. Vẹm xanh đây. Em ăn cầu gai không? Cầu gai không, cầu gai em không ăn. Ôi dạ ít thôi. Con này lấy con ốc này lấy mấy con vậy? Lấy 2 con, 2 con to. 2 con to. Mấy con đó. Thôi cứ ăn đi, ăn thiếu thì lấy tiếp. Đó. Ít thôi. Không nhá hết đâu, tí đổ bỏ đi đấy. Nửa ký. Được ký thôi cũng được vậy, cũng được. Cái này là bán giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu một ký? Vậy cũng được. Năm trăm vậy. 2 lạng luôn, 2 lạng giác, hai thằng tính 2 lạng luôn. À. 500 mấy là 1 ký. À. Là cái này nó bao luôn, chế biến luôn. Đấy các bạn, đây là nhà bè của Vĩnh Hy Discovery, Disco nhưng mà Very đấy. Đây này. Mùa này mùa dịch cho nên đi đến đâu là toàn cứ một mình đi không à? Dạ. Không, một mình và một bè, một mình với một thuyền. Cứ vậy dọc. Rồi thì các bạn đi ra đây ngồi uống nước để chờ. Ra đây đâu có ngắm view không đủ sung sướng rồi các bạn. Không cần phải nghĩ gì cho đời nó bớt lo. Cá này các bạn. Ui sao cá ở đây sao nó nhiều thế nhỉ? Các bạn nhìn thấy không? Đây mà ngồi câu thì đúng là mấy biển này phong phú hải sản lên luôn. Cái con này đầu tiên các bạn. Mời tất cả các bạn nhé. Thịt con này là ốc mặt trăng. Riêng tôi không biết các bạn như thế nào nhưng riêng tôi rất thích ăn ốc. Thật sự với các bạn. Ăn ốc rất là ngon. Tôi ăn thứ khác không được nhiều nhưng mà ăn ốc tôi có thể ăn khá là nhiều luôn. Ngon. Rất tuyệt vời. Đến những cái khu vực này nên ăn ốc.
một cảm giác, một cái con này nó có một cái vị hơi nhạt nhạt đắng một chút xíu, nó giống như kiểu là vị thuốc. Mình thì không thích ăn những cái món chấm như thế này. Đây các bạn, ghẹ và tôm hùm. Có một mình ăn cho nên nó cũng hơi buồn. Ăn cái con ốc nón này coi. Rồi, mời các bạn nhé. Rất là ngon. Tôi không phải là tôi, nhưng tôi rất thích ốc. Chất lượng. Ở đây mà ăn ốc thì tuyệt cú mèo luôn. Giá thành rất rẻ. Tôm là tôm hùm này thì là bán với giá là 1,6 triệu một kg, lại như con này là hơn 2 lạng. Tức là cái giá thì nó vào khoảng là 4 con 1 kg. Rồi con này là 550 một ký. Nói chung giá thành mà ra đến nhà bè thì các bạn không thể so với lại cái giá thành mà các bạn đi vào ngoài chợ các bạn mua được. Bởi vì ngoài bè thì những con như này, người ta những cái đồ như này người ta bao mình ăn ngon thôi, là nó chắc thịt rồi mày, chứ nó không như nạo chạo như được. Những cái đồ các bạn mua ngoài chợ nó khác nhé. Còn như này này thì vừa nãy tôi nên nhớ là hình như là bình quân nó vào 140 một ký là cái loại các loại ốc này. Tôi thì tôi lại thích ăn ốc hơn. Đây à, xem cái con ốc này xem có cái gì nữa này. Lấy nó ra làm sao? À đây. Ăn mấy con ốc này thì nó no rồi, còn đâu nữa mà ăn cái gì nữa. Các bạn nhìn con ốc mà. Thịt nó đến cả một nạng thịt. Con ốc này tôi ăn rất nhiều rồi, nó có vị nhặng đắng, nó đắng. Tại con này dạng nó ăn như kiểu rong rêu á, mà nó có cái vị thuốc bắc. Nó các bạn không ăn tìm các bạn đến, nó thơm cái vị thuốc bắc. Số rách này. Còn một cái món nữa, vẹm xanh nướng mỡ hành, cũng là món rất là ngon rồi. Cảm nhận của tôi thì chỉ thấy biết là nó ngon rồi, tuyệt vời. Còn tôm hùm này thì các bạn, cái tôm hùm thì nó chỉ có mấy cái mạn ngoài này người ta nuôi được thôi nhé, cho nên là tôm ở ngoài này rất là ngon. Mà nói thật chứ là tôm hùm Việt Nam mình thì tôi không thấy loại tôm hùm, mấy tôm hùm nước khác thì không thể ngon bằng. Các bạn ăn nên ăn tôm mình thôi. Cảm giác mà mình ngồi ngoài biển trên cái bè ăn tí hải sản, mình mua về nhà mình ăn nó không ngon như cái cảm giác mình ngồi trên này. Cái này ăn con này nó tươi lắm, tươi mà người ta gần như bao là nó hàng chất lượng. Em cảm ơn. Đây là món vẹm xanh nướng mỡ hành các bạn.
làm một con đầu tiên này. Chất lượng. Nói chung đồ hải sản thì chỉ có phải ăn tươi sống. Nên là thật mấy cái tôm này mà nó đã chết rồi thì ăn không ra cái gì hết. Ba cái dòng này nó chỉ chết khoảng một tiếng, hơn một tiếng mà các bạn ăn thịt nó đã mất hết ngon rồi. Vừa ăn vừa ngắm cảnh, cảm giác tuyệt vời. Chất lượng các bạn. Ôi, nó còn gẹ ra luôn. Đây, các bạn nhìn nữa. Con này nó cũng to. Nói chung thịt gẹ thì tôi ăn gẹ, tha tôi ăn gẹ óp một chút xíu, nhưng con gẹ phải thật to. Ăn thịt nó với chất lượng đây, ví dụ như là các bạn bẻ ra là cái thịt nó trong cái càng nó cũng rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thịt mình rút ra cái càng nó rất là nhiều, những cái con bé nó khó bóc lắm. Này. Thịt gẹ tươi ăn rất là ngọt luôn, ngọt mà nó dai. Đẳng cấp. Thịt gẹ đã luôn. Gẹ là nó tươi cho nên nó còn sống mà. Để ăn thịt nó ngọt. Đấy, mỗi một lần chuyến đi của tôi ấy, tại vì tôi muốn để cho các bạn được trải nghiệm những thứ hay ho, cho nên tôi nói thật với các bạn là tôi thuê một cano để tôi đi, để tôi trải nghiệm, để anh em đi cùng quay thử xem những cái chỗ nào nó đẹp ấy. Đấy, để các bạn về sau này các bạn có ra thì thực tế nếu các bạn đi một gia đình đi khoảng 4 người, 4-5 người, các bạn thuê chuyến nó giá thành nó rất là rẻ. Các bạn cứ ra làm việc luôn trực tiếp, tùy thuê một chuyến khỏi cần chờ đợi đến cái gì. Cái nhà đáy kiếng, cái tàu đáy kiếng thì nó vào khoảng 1 triệu, 1 triệu nguyên một con tàu đó luôn. Nói chung là những cái giá thành thì nó tùy theo cái thời điểm. Đồ ăn này cũng thế, nó tùy từng thời điểm. Ví dụ như là tôm hùm này, những cái thời điểm mà nó giá nó không được không cao như thế này đâu. Còn như là có những thời điểm giá nó rất cao luôn. Và chắc có lẽ tôi cũng xin dừng video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký nhé, chia sẻ để ủng hộ cho QT Dịch Chuyển nhé. Tôi sẽ trải nghiệm hết mọi nơi và sẽ quay những điểm mà đến chi tiết để cho các bạn biết được cái đường đi nước bước để các bạn tới cái vùng đó.
chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.